sáng nay anh em đi rừng Nhật Bản, chiếc đò đang quay đầu ra biển lớn, một chú, hai chú, ba chú, bốn chú, mình nữa anh em chú. Đò xuất bến các bạn, không biết bữa nay ra kiếm cái gì nữa đây. Các cái nhà hàng nổi người ta đang kéo vô các bạn, họ kéo giờ chống bão chưa, kéo chạy ngon chưa. Cái đò đây mấy nó cũng nhỏ mà nó kéo được cái bè thôi chưa, à có chiếc đẩy nữa kèm nào đó, chiếc sâu nữa nè. Còn mấy cái này đang trốn bão các bạn, đang chạy trốn bão. Chỗ này ngoài tí nữa, đi chỗ này ngoài tí nữa, ngoài tí nữa. Chờ. Chỗ mình kia chạy vô tôm con nha. Mình với thằng em lên đây các bạn, còn ba chú nữa lên chỗ khác rồi, kệ được mày, lên coi thôi, chù cái cây đây, một hòn đá bự dữ, chù giang hồ nào cũng cái cờ nè, chù cái lá nó cạn, ngon chưa, hòn đây sao, coi thôi. Chú mặt sao mà nghiệt dữ. Cái này mà lật được con đá là mới lấy được đây. Cái đấy được không? Ý là lấy được lấy chứ. Được không? À cái đấy lấy được á. Thôi được đứng giật cái đất rỡ. Chú trai. Trai bà. Đó chiều chiều xuống. Đó chiều xuống. Thôi bây giờ mình phanh lên tờ đây. Mình phải xuống xóm mình chờ đây. Mình nhổ bệnh cái nhỏ. Trai. Ngồi nghiên cứu anh, ra tay tim này, à tim, gan cọt, hả, à, đây mới coi nữa nè các bạn, để chiều xuống à, nghiên cứu, chiều xuống anh em mình nghiên cứu, bây giờ mình lên hả, à? Lên tàu hả, à? Đây các bạn, cái nữa này, mẹ cha hai châu, chú, tàu chạy vô. Thẳng ngang, đây các bạn, thẳng lên ngang, mà cái đây chắc lấy được bầu đất rồi, hai, lên hai cái nhánh này, rau, đỡ đấy, bao mà đi không có xuống tàu, đi cứu mày tàu đào, cho mày quán, kia coi nữa kìa, kia hai coi, rau, đi, đi, giờ mình đi lên trên tàu thôi, mày kiếm được cái món gì ngon bổ phê, còn có bổ phê mình xuống kiếm cái đồ, rau vô cà muối, đây đây, bụi nữa này. Đây đây, buổi đêm mấy thằng, u, cái cây đây mài hồ, một cốt mà nằm chính giữa kìa. Đây đây, thôi đi lên bên tàu đi. Đi phát ở Sài Gòn thắng tiếng rồi quay xuống sông. Mình đi nãy giờ không có các bạn, không có cái bự nha. Hai anh em mình à, bên tàu là đào. Đây, hai buổi, ba thằng bốn thằng gì đây không biết. Đào loạn xạ các bạn, cao, tới cỡ 1m3. Mét hai, đây cái đây luôn hơn này, mình đào được 2-3 buổi, 3-4 buổi gì đâu ạ, nói chung là mình đào đến xuất sắc các bạn, không có lửa nữa nghe, giờ này không có lửa chọn nữa, đây các bạn, cây to bây giờ hết rồi, bây giờ mình đào mới cây hai châu, nhỏ nhỏ các bạn,
mới cây chút chút à. Đấy, nó cũng cả trái rồi ngang. Chà chà, to hết đầu mình đào mấy cây chút chút. Đấy, cây đang nhỏ các bạn. Để mình kiếm ít cây rồi mình đi xuống, mình về với mấy đứa em. Chứ không ông trời bảo vô là bây không còn một đứa. À, cây đang nhỏ các bạn, mà gốc thì chú cha. Đấy, hang động được gớm. Hang động đâu? Còn đó, gạt gạt bớt cục đất, xách để chạy chạy luôn các bạn. Đừng gì nó được. Kiếm ít cây mà tranh thủ chạy vô. Quay thằng em đi mình các bạn, nó đào mới cây chưa. Mình cầm cái cây mình dồn nhúng cái lưỡi câu mà câu cá quá đây. Đấy, nó đào ấy chú cho thâu á, hai cái chân chẳng hạn như cô nhái. Thôi bây giờ mình gom mấy cái cây mình xuống các bạn, được 5-6 cây đây. Sao 1-2-3 dắt xuống gặp gì đào nó nha. Còn có xuống tới biển này, đi về luôn kìa, xuống cái tẩm dưới là về luôn á. Trời đã bắt đầu mưa tới các bạn. Ôi dồi, thôi mình đào bậy một cái đây đây. Đây cái cây đầu tiên mình đã thấy các bạn. Đào đến trước chạy các bạn, mưa tới rồi. Mình đã đem được cái giấc cây xuống biển các bạn. Bây giờ mình chờ ông chú, ông ra nữa chứ, chứ ông là bảo có nơi. Chú đầu kia chạy ra. Đấy, chị đang đàn ấy. Mùi, lo chị trốn bão. Chiếc đò ông chú chưa ra được các bạn. Mình mới gọi nào. Ông núi chuồng, mấy đi chở cá. Làm hết ốc tranh. Mấy anh em mình giờ chuẩn bị chương trình. Mang hai cái này bắt đầu. Đây, các con cua. Cái con này ơi. Đây. Đừng kính tên đâu mày. Đừng mày kẹp tao chết cha. Ui. Chồ nó trông. Nó đây các bạn. Trông kỹ gừa quá. Đi làm mấy con ốc đây. Đây xong đây là mấy con ốc các bạn. Ốc tầm bậy tầm bạ là mấy đó này. Chương trình bắt cua bắt ốc. Đấy. Hỏi em nó con gì giống nghệ nó con bà khía. Đấy nhảy cùng hết đấy. Chứ mà thấy mình tới nó chạy. À, tới chương trình ngao sọt hết nữa. Đã mất hết rồi. Kiếm. Hèo không? Mấy con hèo. Ấp đầu. Còn sông điện nó quýnh lên ướt chừng nữa. Đâu, ấp hết đâu hết rồi. Trong mấy kẻ có nè các bạn. Tao bò trốn đâu hết rồi. Heo. Đây, tên là nóc đây. Trời, đây. Con tên giống con cua nữa này. Đấy. Bạn em ấy. Bạn em có hai cái càng. Thấy thèm quá mà chịu. Không làm gì được. Cái nào thôi để mình kiếm được các bạn, lang thang tìm kiếm thôi. Để có gì ta, cái gì trên kính đây. À, san hô. Đây có mấy cái san hô này các bạn, có mấy bằng cá nữa đó. Có mấy bằng cá đẹp chưa. Đây cũng còn có san hô mẹp này, nghĩ ra chỗ đây thôi. Bạn bè trật dính mó rồi. Con đây con gì? Không biết. Được, có mấy cái san hô mặt vậy. Có mấy con cá nó bơi. Ừ, nhiều con cá đẹp chứ. Con ghế chứ cái nó kìa. Có. Đem lại coi. Được nhiều ít. Được nhiều ít. Con cái này. Nhà đất ngẫu con nó. Sao? Bị gì? Tôi quay đi. Bị cái gì đó. Có san hô này tới.
có san hô kìa. À, san hô đúng đúng ấy. Mình ra cái kia thôi, qua đây thôi. Nãy giờ đường để ốc này, chú có mấy con ở đây. Thâu đầu, sửa thế như làm vậy. Mẹ cái ốc. À, cái con kia sao đó cái mũ nó ốc ập, nó đu cái mày. Con nó đu kìa. Đấy 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 đấy. Con đó thịt nó dài thôi, thôi. Thịt trong này, bên kia còn con kia này. Đang bám đấy 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 đấy. Kìa, con tròn tròn kìa. Tròn tròn nó phải không? Bắt quay mà không thấy ốc. Mẹ cha ơi. Nó tốn kỹ quá. Hơi có kiếm nữa các bạn. Kia các bạn, của thằng em nó đào hai cây trụ điện siêu to khổng lồ. Cho ông đi nhập hai cây trụ điện quốc hai cây lỏng xuống rồi. Hao ạ. Còn mấy cây reo reo của mình nữa này. Đó đấy các bạn, trời chất đỏ. Kiếm ốc nữa. Mình đã quay về các bạn. Bây giờ chất đỏ lại chở cá nữa. Cho mấy cái kia. Chiều nay dịch tốn dữ quá, tốn bão rồi. À tới tới cho bắt dưới này có sống không? Cái việc có. Thôi, để mình sửa đầu các bạn, để bỏ mấy con cá lên rồi. Đây, cá ở là cá, cá thu không? Cá thu. Cái con này dùng ký ta, mấy cái mát. Con này không để đâu, cá thu không để đâu. Chô, mà đi, mấy cái nhỏ này mà còn bắt được cá bự tao ấy. Hử? Đây cái gì? Cái bò. Cái bò là cái gì? Cái bò giống cái người nữa rồi. Thế giống cái người vậy? Cái bò. Con nói ăn ra sao tay? Nó ngọt. Hả? Nó ngọt anh. Con cá này cái gì? Cái độc quán. Đây bị cái độc quán chú. Đây cái độc không? Cái gì? Cái này. Cái này cái bạc má không? Cái đây. Cái con đây con này ngon hơn. Cái nục ngon hơn ấy. Vậy chúng mình ta mua con để đi cầm về luôn ấy. Đâu? Chúng bán con để đi cầm về luôn. Có chú anh. Có chú anh. Con này ăn ngon thầy. Chô. Cá. Một, hai, ba con. Ba con cá tự bự. Chị khoa này. Anh em mình lên bờ các bạn. Anh em nó cột mấy cái trụ điện nó kìa. Phải luôn mày. Của anh á. Chưa. Trụ điện coi. Kinh điển. Bên kia lên anh theo cổ xe kìa. Đất đáo mà còn cái trụ điện nó cũng ghê chứ mày. Đấy nha. Đó nè. Cái da cây đất đáo thường thường rồi nó sần sần này. Thấy không? À, nó sẵn sàng cái da rồi đó. Đây nè. Chỗ nè. Nó sẵn sàng phải không? Nó sẵn sàng cái da kép ấy. Đúng núi này lát hơn. Cái nào già hơn nó mới sẵn ấy. Mình rời cho nó sẵn sàng. Đây nè. Anh Trí điểm sẵn này phải không? Nó sẵn sàng. Phải không? Còn mình các bạn. Biết được đầy ốc. Đây. Lên đò. Được mua thêm mớ cá nữa. Một để cá, tao cho đây ốc vô. Cho vô về luôn. Chuyến đi rừng của mình à. Xin kết thúc ở đây các bạn. Kéo trái chạy cùng đường rồi.